Thế này nha, xin chào các bạn. Rồi, xin chào có Tuấn Hải, Nguyên Khang, Đăng Khánh. À, Chào thầy. rồi, chào. À, nhìn qua xem tiến độ đồ bài của các bạn trên server thế nào. À, trên bản lanh của server thầy mới edit lại cho nó lấp lánh tí để các bạn đọc bài trông nó ngầu hơn. Rồi, ta xem qua. Thấy đăng đây rồi. Có một số bạn mới theo học thì vẫn đang nộp trung bình, các bạn đang nộp khoảng mười mấy bài. Ở buổi trước thì thầy trò mình đang dừng ở cái chỗ bài về cấu trúc tuần tự thì đang vui thì tự nhiên nó mất điện cái rụp áo cái nó hết giờ nó rụp cái thì thầy mày trò mình bay màu luôn. Rồi xem mọi người đã vào đủ chưa nhỉ? Có. Chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé để không bị chậm trễ. Sau đó các bạn chia sẻ bài làm. Tiếp đến thì à, ta sẽ nộp bài lên hệ thống. Lang qua đi thôi. Rồi, chúng ta bắt đầu nhé. Ở buổi trước thì ta đang làm quen với một số các cái phép toán có các cái thao tác tách các chữ số của một số rồi thực hiện thao tác tính trung bình cộng, làm việc với số nguyên, số thực, ép số sang kiểu dữ liệu, sử dụng quy nạp toán học để chứng minh một số các cái công thức, tính công áp dụng công thức Hê-rông để tính diện tích của tam giác. Rồi tiếp đến chúng ta có sang bài 14 tính giá trị của biểu thức. Rồi, hôm nay ta sẽ đi sang nhanh tiếp bài 15, 16. Một số bạn đã nộp bài lên trên hệ thống, tuy nhiên tập các cái bài này thầy chưa tạo test, tí nữa thì thầy sẽ tạo nhanh để các bạn có thể nộp có điểm luôn. Rồi, thì các bạn là có Khánh nhá vào, Tiến Đạt cũng đã vào. Ở buổi hôm nay thì ta sang bài số 15, đề bài hãy nhập vào cạnh của hình vuông tính diện tích và chu vi. Nhớ nha, diện tích và chu vi. Ta gọi A là cạnh của hình vuông tính diện tích và chu vi. Cho thầy gọi P là chu vi. À, bài đề bài người ta cho cạnh của hình vuông, thầy gọi tên biến nó là biến A. Vậy với một bài toán, việc đầu tiên là ta xác định bài toán, hai ta xác định thuật toán, ba là viết chương trình. Rồi thì ta nhập và xác định bài toán, input của bài toán là cho cái gì? Cho cạnh của hình vuông. Vậy thì ta nhập cạnh A. Output là kết quả đưa ra, là đưa ra diện tích của và chu vi của hình vuông. Vậy thì ta đưa diện tích và chu vi. Thuật toán á, dưới dạng liệt kê ta chia bài toán thành các bước, bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, vân vân. Bước đầu tiên nó chính là input của bài toán, ta sẽ thực hiện nhập A. Bước thứ hai ta tính giá trị của biểu thức. Ta có các bạn hãy comment vào cửa sổ chat cho thầy biết nếu ta gọi A là cạnh của hình vuông thì diện tích của hình vuông bằng gì và chu vi là gì. Rồi, xin mời các bạn comment vào cửa sổ chat giúp thầy. Hãy cho biết chu vi và diện tích của hình vuông tính theo công thức nào. Nào, bây giờ thầy đã nhận được câu trả lời của Đăng. A nhân A là diện tích của hình vuông. Ok, vậy chu vi của hình vuông thì tính theo công thức nào? Rồi, chu vi thì nó sẽ là bằng như bạn trả lời là A nhân với 4. Ok, vậy thì chúng ta sẽ làm đúng như vậy. Vậy thì ta có diện tích thì bằng A nhân với A. Chu vi thì
bằng 4 nhân với A. Rồi, ở đây thì ta nhận thấy rằng A nhân A thì nó đang kiểu dữ liệu INT, nên khi nhân với nhau thì nó sẽ trả về kiểu dữ liệu long long. Nên chỗ này ta lấy 1 là L. Một là L nhân với A. Đấy. Như vậy thì ta đã thực hiện cái xong công việc là tính được diện tích và chu vi, sau đó ta đưa S ra và P ra trên cùng một dòng. Biến S ta chọn kiểu dữ liệu là long long. Như vậy thì bài số 15 các bạn sẽ đã giải quyết nó một cách nhanh chóng. Thầy gửi qua cửa sổ chat và trong cửa sổ. Rồi bây giờ xin mời các bạn viết chương trình luôn. Châu, Trân, Châu Hồng. Rồi bây giờ xin mời các bạn là code chương trình. Thầy gửi lại cái đường link server. Các bậc phụ huynh và các bạn theo dõi tiến độ nộp bài ở trên đường link nhé. Và ta lưu ý rằng cái tiến độ nộp bài của chúng ta hãy cố gắng nộp cho đầy đủ. Các bạn làm xong bài nào các em đánh dấu tích vào trong bài đấy. Thầy cũng cân nhắc rất nhiều về cái việc duy trì lớp học và để đảm bảo chất lượng của lớp, để nhiều khi cũng rất đắn đo làm thế nào mà để sau khi các em học cùng thầy Thành các em đều có thể cốt được chương trình, đam mê lập trình, làm bài luôn, nộp bài mà lên được top 1 ở trên server đấy. Các bạn có thống kê bài nộp đây, các bạn lên được top đầu là lên tới lớp lánh nha. Trên video bài giảng đã có trên kênh YouTube Đặng Tuấn Thành của thầy cũng đã có video rồi, thì các em xem thêm video ở trên để làm thêm các bài tập khác. Thầy Tuấn Hải đã được 17 bài đấy. Đấy, các bạn khác là làm bài cũng rất tích cực, các em cũng sẽ cố gắng nỗ lực nhé. Rồi bây giờ xin mời bạn nào xung phong chia sẻ màn hình nào. Rồi cảm ơn Đăng. Thầy ơi, thầy tạo test chưa thầy? À chưa, cứ bình tĩnh. Để mọi người chưa, tí nữa thầy tập test xong thầy báo. Mấy giây nữa thôi. Mấy giây nữa thôi là xa nhau rồi. Sao đấy? Thầy đang tạo test tí nhé.
Rồi chạy thử được các test rồi không chờ tí rồi thầy xin cảm ơn Đăng, xin mời các bạn khác chia sẻ bài làm của mình. Rồi, xin mời các bạn khác chia sẻ bài làm của mình nào. Nào, xin mời các bạn khác xin mời Tuấn Hải chia sẻ bài làm. Thầy. Làm việc với tệp vậy. Rồi, bài số 15 đã có test, xin mời các bạn nộp bài lên trên hệ thống. Còn chờ đợi tí để reset lại tầm nhé. Nó lâu quá thế ạ. Các bạn nộp lại bài TT bài 15 nhé. À, cái chữ HTTP em bỏ chữ S đi ở trên địa chỉ. Ấn vào thẻ home nha, ấn vào thẻ home ở ngay bên phải. Đăng nhập vào Tuấn này. Vì cái thầy đang sử dụng cái NoIP để tạo ra một cái tên miền miễn phí. Nên nó mới báo là cảnh báo. Rồi xin cảm ơn Tuấn Hải. Sau khi các bạn nộp xong thì chờ một chút thì trên server sẽ chấm bài.
À, rồi sẽ kế tiếp đang chấm bài của xin mời Đạt chia sẻ bài làm nào. Phúc An bây giờ em cứ chủ động chia sẻ bài làm màn hình bài làm của mình. Đây bài làm của Tiến Đạt. Sáu 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 ba sáu sáu bốn hai bốn thì nó ra 3624. Rồi ok, rồi xin mời Đạt đổ bài lên hệ thống nhé. Xin mời Khánh lúc mạnh dạn là viết ra chương trình để làm quen với chương trình. Nhà Tuấn Hải đâu, sao nó chưa chấm của Tuấn Hải nhỉ? Tuấn Hải ăn ở thế nào mà sao hôm nay nó chưa chấm? À đây bây giờ mới chấm bài của Tuấn Hải. Rồi Tuấn Hải nó lên top đầu rồi. Xin mời Phúc An, xin mời Khánh nhé. Đạt lên rồi đúng không? Có Đạt đang không? Anh Vũ cứ mạnh dạn chia sẻ màn hình đi. Em khó khăn chỗ nào cứ chủ động à. Xong bài 15 các bạn chuyển sang bài 16, đổi sang giờ phút giây. À, anh Vũ cốt chương trình đẹp đấy. Được rồi, bây giờ anh Vũ nộp bài lên trên server được rồi em nhé. Rồi, xin mời Phúc An, bạn Vũ Khánh. Cứ mạnh dạn chia sẻ màn hình, không gì phải ngại. Có đâu hỏi thầy. À, các bạn khác ta chuyển sang bài số 16 nhé. Nay là đã là mùng 10 tháng 7 thì cho mình sẽ cố gắng trong cái chương trình tháng 7 ta sẽ đẩy nhanh tiến độ. Hết buổi ngày hôm nay thì ta sẽ đẩy sang cái nội dung kế tiếp. Nên các em hãy cố gắng từng chút một. Nguyên Khang ơi, được 7 điểm, xin mời Nguyên Khang chia sẻ lại bài làm nào. Em chia sẻ màn hình nhé. Rồi, ta sang bài 19 rồi ạ. Cái dòng số 6 em khai báo kiểu long long. Rồi, mỗi thế thôi, còn đâu em nộp lại là ok rồi. Anh có thể không bỏ thêm những góc này cho chúng ta học đi ra học. Rồi vừa rồi cảm ơn Nguyên Khang.
Dũng có thể chia sẻ bài làm nếu có gặp khó khăn gì ở bài 15 này. Các em chủ động nộp bài nhé. Bạn nào chưa có tài khoản nhớ nhắn thầy nhé. Để thầy tạo tài khoản ở trên server. Server khi nào không chạy thì các bạn nhớ nhắn qua Zalo để thầy biết. Khánh họ tên đầy đủ là gì nhỉ? Khánh như Khánh là Vũ Gia Khánh đúng không? Vũ Gia Khánh hôm trước thầy tạo tài khoản đây rồi mà. Vũ Gia Khánh mật khẩu lạ Khánh nhé. Ôi giời ơi, thế ông Khánh ông chia sẻ màn hình đi. Xin mời Khánh chia sẻ màn hình. Rồi Khánh chia sẻ màn hình mạnh dạn lên để nộp bài thì để ý là em sẽ thực hiện là ấn vào trang chủ ấn nút chấm bài sau đó em paste code bài làm vào đây sau đó em gõ tên bài ví dụ như ta đang làm bài TT bài 15 thì ta gõ TT bài 15 ở đây còn đây đây ta sẽ code bài gõ code bài làm ở đây nhé. Sau đó ta đã ấn nút Submit để chấm bài. Phần TT bài 15 đấy. Ngôn ngữ lập trình là C cộng cộng. Phần mở rộng là CPP. Ở đây có bài làm. Ấn nút Submit để chấm bài. Thì khi đó ở trang chủ thì chờ một lúc thì phần nhật ký nộp bài nó sẽ hiện lên điểm. Hoặc là ấn vào nút Rank ở trên màn hình để nó hiện lên thứ hạng của bạn trên bảng điểm chi tiết của mình. Ta có thể ấn vào thẻ thống kê nộp bài để biết được và bài mình đang nộp được bao nhiêu bài trên hệ thống. Hiện nay thì các bạn học sinh của thầy các bạn cũng đang rất tích cực nộp mấy chục bạn, trong đó có những bạn rất chăm chỉ ngoài cái việc bài tập thầy giao ra các bạn xem các cái video bài giảng trên kênh YouTube của thầy, các bạn lấy đại bài tập ở đấy và các bạn làm và nộp bài thì cái Con đó. search trên mạng vào Stack Overflow vào GitHub vào Webassembly con đọc hết. Con xem trên kênh YouTube Đạt Tuấn Thành nhé. Ở trên đấy thì đã có hệ thống bài tập mới ở trong các video bài giảng đấy. Thì con lấy bài tập ở đấy ra cốt trên máy của mình và nộp lên hệ thống thì hệ thống vẫn chấm bình thường nhé. Thì mình Con xem chưa lại. xem hẳn một video nào luôn ạ. Bây giờ phải ngồi like, share, comment cật lực cho kênh YouTube của thầy Đặng Tuấn Thành chứ. Đấy giải cái ông Con Tuấn. mới chỉ đăng ký thôi ạ. Phải mạnh dạn lên chứ. Đăng ký rồi sau đó xem video trên video đấy thầy, thầy cũng là video các lớp giảng dạy các em thôi các lớp khác ví dụ như ta đang cấu trúc tuần tự thì các bạn ghi chữ Đặng Tuấn Thành cấu trúc tuần tự các bạn học sang rẽ nhánh chữ Đặng Tuấn Thành thêm chữ rẽ nhánh cấu trúc lặp thì nó sẽ sang các cái video vậy và các em có danh sách các bài tập và các em lấy cái đề bài đấy các em ngồi các em tự code bài nhé. Ví như cấu trúc tuần tự chẳng hạn thì đấy lập trình cơ bản là đây ba cấu trúc tuần tự đấy. Thì có ta nháy vào đây ta xem video trong cấu trúc tuần tự có các video bài giảng thì ta tua nhanh đến cái đoạn lời giải các bài giảng này các bạn thấy có đề bài đây Con ta làm tạm trước. dừng nhé đấy, ta tua đến cái đoạn mà có cái tờ đề bài đồng ý đấy cho đến đoạn đề bài này ta dừng lại phát ta đọc đề bài xong ta ngồi làm bài. Sau đó vào cái trang server nộp bài của mình. Sau đó cho paste bài làm lên và chấm bài. Sau đó chờ ra điểm. Thấy này. Sao con? Cái video thấy có nhiều view nhất là video bao nhiêu view thấy?
chắc vài trăm view. Toàn các Con bạn đã từng có một video 3.000 view ạ. bây giờ ơi, siêu thế. Đây, video của thầy toàn có mấy chục view thôi, bởi vì thầy toàn các bạn học sinh ngồi xem chứ chưa thấy có video nào lên tới 1.000 view cả. Buồn buồn cho thầy Thành. Và dưới YouTube thì tìm thầy kiểu gì cũng nhìn thấy mà. Cứ vào YouTube có chữ Đặng Tuấn Thành là các em kiểu gì cũng nhìn thấy thầy nhé. Thì video bài giảng thầy sẽ up ở trên đây. Có của lớp khóa học của mình. Không biết đứa nào trông nó ngược như này. Trông ngầu chưa? Đấy, cái video của con thấy nhiều người xem thế còn gì nữa. May mà nhờ hình ảnh rất sống động nên số lượng view bằng tất cả các video khác cộng lại đúng không? Thông thường video ở đây chỉ có vài chục người xem và các bạn xem đến đâu thì làm bài đến đấy. Chứ nó không không phải video giải trí. Đấy thầy, thầy, con đeo kính đúng nha. Không, tí nữa Tất có được. cao rồi. Tí nữa nó video nó lại quay. Rồi, có bạn nào có khó khăn gì về không thì xin mời các bạn chia sẻ màn hình để thầy hỗ trợ nhé. Nếu mà chưa có khó khăn gì thì thầy cho mình tiếp sang bài 16 nhé. Hôm nay ta cố gắng tua đến hết 30 bài cho nó nhanh. Sang bài 16 thì đề bài yêu cầu là hãy đổi phút sang giờ và phút. Tức là bây giờ thầy có 75 phút thì thầy đổi được bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút? Các bạn comment cho thầy biết nào. Hãy cho thầy biết là nếu mà thầy có 75 phút thì What? thầy được mấy giờ mấy phút? Có này. Ơ thấy thầy, tại sao gọi tính S? Thầy, S là gì vậy thầy? Đâu. Cái khi nãy ta lấy cái form của cái bài cũ ra để gọi cho nhanh. Chuyển đổi xong rồi 1 phút. Bây giờ 75 phút thì bằng bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút? À, 1 giờ 15 phút ạ. Rồi, rất chính xác. Vậy thì khi đó thì ta nhận thấy rằng là 1 giờ thì có bao nhiêu phút các bạn nhỉ? 60 ạ. 1 giờ có 60 phút. Mình học ở lớp 3 rồi mà thấy. Như Có khi vậy lớp 1 luôn. ta có T là số lượng giờ, số lượng phút, A gọi là số giờ. Thì ta có số giờ, tính được là A sẽ bằng Không gì? bằng nữa. Chia cho bao nhiêu các em nhỉ? 1 giờ bằng bao nhiêu phút? Đấy thầy, con rất thích khi thầy tặng tặng cho con nhiều bài trên cái Zalo của thầy ạ. Tại Rồi. vì mỗi ngày con phải làm 6 bài lập trình nên con thể dùng mấy cái bài lập trình của thầy để con mà làm cho nó xong ạ. À, được đấy. Ok thôi, chỉ sợ Tại cái bài 28 test làm trước khó lắm. rồi. Số nguyên tố cơ ạ. Ok. Rồi ta có A thì bằng T chia cho bao nhiêu các em nhỉ? 1 giờ bằng bao nhiêu phút? Nhập vào số phút, chuyển đổi sang giờ và phút. Vậy thì Con làm rồi mà. đã chuyển sang 60 rồi. Không, bài này bài khác mà. Thật á, con tạo một cái file tên giống hệt rồi bây giờ con lại lỡ chọn không override, thế bây giờ nó lại file nó không khác gì cái bài này luôn ạ. À. Bây giờ phải đưa ra cái giờ hay là phút trước nhỉ thầy? Lần đưa giờ ra trước, ta có Vâng thể ạ, à, thế con đúng rồi lượng ạ. giờ mà đã ban đầu. A là số giờ đã đổi được, À số mà phút mỗi giờ thì người ta có 60 phút. Ví dụ thầy có 1 giờ 60 phút, vậy thầy đã tiêu tốn hết 60 phút rồi. Thầy lấy T bằng 75 phút trừ đi 60 phút, vậy phần dư còn lại là 15 phút. Vậy thì sau đó ta sẽ đưa thằng A và thằng B ra. Để cho thầy đi lấy cụ sạc cái. Cụ sạc ơi em ở đâu? Rồi,
Tiếp đến thầy trò mình đã giải quyết xong được cái bài toán này, thì bài toán đổi giờ phút giây ra. Ở cái bài toán đổi giờ phút giây nó đưa ra một cái mô hình bài toán rất hay, đó là hãy đổi giữa đơn vị này sang đơn vị kia. Thầy Đấy. ơi, thầy tạo test chưa thầy? Chua, chờ một tí, 3 phút có luôn. Rồi xin mời các bạn chia sẻ bài làm của mình. Để con suy về nào. Lúc nào có ông quên ạ. À, chứng tỏ rằng Tuấn Hải hay làm trên các cái server không có reopen nữa. Ông Trong có vẫn làm trên cái cốt block này ạ. Ừ, chỉ cái con không làm việc với tệp thôi ạ. Xin mời các bạn chia sẻ màn hình nào. Các em mạnh dạn chia sẻ nhé. Không phải chờ đợi, không phải trông trông chờ gì. Các em cứ chủ động, bởi vì ta đang học để lấy kiến thức mà. Thế nào? Cố gắng chinh phục được kiến thức càng nhanh càng tốt để cho mình chuyển sang những cái nội dung hay hơn ở phía sau. Con nhiều cho người khác nhé. Em chủ động chia sẻ màn hình nhé. Tôi chưa thấy đứa nào chia sẻ là thế nào. Rồi, xin mời Đăng đã chia sẻ và làm. Trẻ Tại tuổi. sao không dùng chia lấy dư? À, câu hỏi rất chất lượng đấy. Chia lấy dư sẽ rút gọn ạ. Ở cái mô hình ta đang làm là một bên là ta xác định được A là số giờ đã đổi được, còn B là số dư còn lại, phần dư còn lại, phần dư còn lại là bằng phần dư đã đổi được trừ đi lấy số ban đầu trừ đi phần dư đã đổi lại. Rồi đang chạy thử xem sao nhân ra kết quả chưa. Nó không giờ vàng rồi. Rồi ok, rồi xin cảm ơn Đăng. Xin mời các bạn kế tiếp. Mày dàn lên, Tuấn Hải chia sẻ chưa? Mời các bạn cứ mày dàn lên nào. Tăng tốc lên. Ta đang bài 16 rồi, hôm nay ta sẽ dành thời gian mình đến hết bài 30. À, xin mời Tuấn Hải, xin mời các bạn khác, các em mạnh dạn lên. Thầy vẫn đang cố gắng duy trì cái lớp học theo cái mô hình là vừa học vừa chữa bài thay vì giảng bài một chiều. Thì hy vọng là các bạn sẽ tích cực hơn cho việc chủ động chia sẻ bài làm của mình. Như thế này không thấy. Được. Được đấy. Trông rất ngầu. Thế tạo test chưa thấy? Chờ được một tí. Khoan đã nộp. Khi nào có test thì thầy bảo nộp bài phát. Là khi đó nộp bài. Hai giây nữa thôi là có thể nộp được bài. Một, hai, chết rồi ạ. Thầy đang tính giờ chuẩn quốc tế mà. Tuấn Hải đang bảo không biết giờ chuẩn quốc tế của thầy là của Lào hay Campuchia.
Có cửa sổ chat thì thỉnh thoảng các bạn xem thông báo ở trên đấy nhá. Con thấy very nguy hiểm. Có người vừa nãy nói skip đi toilet. Mấy anh với mấy bạn trong đội tuyển chat liên thai liên thiên ở trên đấy. Đúng là con sẽ chắc liên ra như tiền nữa. Để cứ đứa nào chat liên thiên để thầy trừ điểm mới được. Rồi bài 16 đã có, hệ thống đã bắt đầu chấm bài, xin mời Tuấn Hải mạnh dạn nộp bài. Vừa What the thấy bài đã chấm nhanh của anh Nguyên Khang rồi. hell? Có thể tìm cái file để con sẽ gửi cho người cha. Cao thủ cờ không bằng Tiếp tục tính vài buổi vốn đã. tranh thủ. Thôi buổi vốn không? Phải bài 12. Không phải bài 10. Bài 1 buổi vốn đâu. Đây bài 1 buổi vốn này. Không sai à? Phải là cái bài Fibonacci chưa? Bài Fibonacci ở bài nào? Là qua thì thôi. Tôi tìm bài QRC. Anh nhớ là bài số 5. Hôm nay vừa làm xong. Đây cái này, bài 5. Con sẽ mở bài 5. Đây. Thầy có thấy cái thứ kinh khủng này không thấy? Trông ngầu. Đây là một con virus đó. Cảm giác giống như hack được server của thầy đến nơi rồi. Trong lúc con thấy con chờ thầy, con sẽ làm cái này nó đi liên tục ạ. À. Đây chính là một dãy số Fibonacci nhưng mà quá nhiều chữ số ạ. Thôi lấy một cái dòng nào đó làm đặt mật khẩu cho dễ nhớ. Vâng ạ, đây đây chính là cả tải mật khẩu ạ, không ai sẽ hack được con đâu ạ. Rồi xin cảm ơn Tuấn Hải. À, xin mời các bạn khác nộp bài số 16. Lan hôm qua. Xin mời các bạn khác Nhưng mà đứng cái của con nó là máy thầy lát không thầy. lên. Anh Vũ không nhìn thấy file kết quả bài làm của anh Vũ, chỗ đoạn free open đặt tên tệp làm việc với tệp xem lại nhé, chỗ câu lệnh free open Ui, thầy xem ơi, lại đi. con xem màn hình bài 16 Ừ. thì để thầy xem được không ạ? Có chứ, cứ mạnh dạn chia sẻ đi. Dạ. Đây à. Đây bài 16. Thầy thấy có chỗ nào sai không này? À, nó đúng rồi nhưng mà do mình viết thêm cái cụm từ giờ và phút thì nó bị sai, nên ở cái chữ H, xóa chữ H đi, gõ dấu cách vào đấy. Chỉ bị sai khúc này thôi. À, rồi bỏ chữ mi đi đi, tại Dạ. vì trong đề bài thì người ta không có đưa ra những cái tham số, người ta chỉ hỏi giá trị là các số. Dạ, cảm ơn thầy. Thông thường thì thầy trò mình hay có thói quen thêm cái phần comment cho nó dễ hiểu. Đấy, nhưng cái đó thì là làm cho file out của mình nó khác kết quả. Và khi đó anh Vũ chia sẻ lại màn hình nhé. Xin mời cũng bạn Đức Khánh cũng mạnh dạn chia sẻ bài làm. Các em cứ chủ động chia sẻ bài làm. Để học với thầy thì các bạn cần chủ động hơn.
bạn nộp xong thì các bạn chuyển sang tiếp bài 17 nhé. Hôm nay thầy cho mình chạy tiến độ tí để ta chuyển sang phần kế tiếp. Thầy cho mình còn rất nhiều việc ở phía sau. Ừ, rồi ok. Cứ khởi động lại máy. Tại thầy tín hiệu, nhưng mà nếu mình tín hiệu tại sao mình tính tự hai cái đấy, sao thì mình không tính một cái như vậy? Bài này thì nó là bài đơn giản để rèn kỹ năng đặt tên biến để lưu nghiệm. Người ta hỏi thằng A trừ B bằng bao nhiêu và thằng B trừ A bằng bao nhiêu. Vậy thì khi đó mình có thể đặt là S1, S2, P1, P2, X1, X2 hoặc là hiệu 1, hiệu 2. Thì ở đây là bài này nó là cái bài để rèn kỹ năng đặt tên biến để lưu nghiệm và chọn kiểu dữ liệu cho nó. Con đã từng làm một bài tên là TT bài 17 rồi. Ủa? Thầy thật và nó giống y hệt luôn thầy ạ. Thế thì chờ thầy một tí. Mà thấy ngăn cách bằng dấu phẩy đúng, dấu cách đúng không thầy? Đúng rồi. À đúng rồi, chỉ đấy chưa? Con sẽ chờ bao giờ có một cái test ạ. Chờ một giây nữa thôi. Xin mời các bạn khác mạnh dạn chia sẻ bài làm của mình. Hiện nay thì ở cái bài số 15 và 16 thì đang có Tuấn Hải, Đăng và Đạt, có Dũng, Khang, Hoàng và anh Vũ chưa hoàn thiện, thì các bạn tăng tốc lên, chủ động chia sẻ màn hình. Có người không gửi bằng error. Nên phải cố gắng lên dẫn đầu trên server hiện nay thì các bạn học sinh đang rất tích cực, các bạn học sinh nhé, nộp bài đây rất tích cực. Ngoài việc giao bài ra thì các bạn ấy làm rất nhiệt tình để nộp và chấm bài. Nên thầy tin chắc là sau một thời gian học thầy các bạn cũng sẽ nhanh chóng Duy đây, Tuấn Hải đây 19 này, Minh Đăng 22 này, có cánh đàn đâu nhỉ? Nên các bạn cố gắng lên top đầu nhé, top vàng này, lấy được top vàng này. Cho nó đẹp ngầu. Thấy thầy có ai đã thành top 1 server chưa thầy? Ngoài Hack con. server của thầy á? Không, server chấm server điểm thấy. Server nhiều chứ, bởi vì các anh học hết khóa này thì các anh sẽ chuyển sang cái chương trình nâng cao chuyên sâu. Server hiện tại Ừ. có ai đã vượt qua con chưa thấy? Ở trong lớp mình nhá. Vâng ạ. À, hôm tới có lẽ thầy sẽ thống kê chấm lại toàn bộ bài làm của Vâng ạ. mọi người, thì ngoài cái việc thống kê theo số điểm thì nó có đang còn thống kê theo số bài làm. Rồi, quay ta sang tiếp bài số 37 nhé. Bài số 17 đề bài yêu cầu là cho hai số nguyên A và B tính hiệu của nó. Như vậy thì ta sẽ có nhu cầu lưu giá trị hiệu của A và B. Và để mà ta sẽ thực hiện các cái giá trị mà lưu các cái giá trị này thì ta sẽ thực hiện là đặt tên cho nó các cái biến. Đấy. Ta đặt nó tên là các cái biến, và các cái biến này thì ta sẽ thực hiện là Đấy, lưu thầy gửi các bài giá 18 đi thầy. ba 38. Rồi thấy tưởng gửi rồi chứ nhỉ. Ở bài 17 thì nó cũng chỉ đơn giản là yêu cầu là xác định bài toán cho cái gì? Cho hai số nguyên dương
thì thầy đặt tên biến hai số nguyên dương đấy là hai biến a b. Bài toán yêu cầu là đi tìm hiệu của hai số AB, vậy thì thầy gọi biến hiệu là S1 và S2. S1 lưu hiệu của A trừ B, S2 lưu hiệu của B trừ A. Vậy thì kết quả của bài toán ta sẽ thu được là S1 sẽ bằng A trừ B, S2 bằng B trừ A, và khi đó ta đưa S1, S2 ra. Vậy thì ở đây thì ta nhận thấy rằng ta có kỹ năng đặt tên biến đi trên. Tất nhiên thì ở phần chuyên sâu thì ta sẽ có một số các cái hàm chuyên sâu về xử lý số nguyên lớn. Nhưng với các bạn thì ta sẽ quay trở lại nó với phần xử lý số nguyên lớn sau khi thực hiện xong. À rồi, tiếp tục thầy cho mình đã giải quyết xong được cái bài toán trên là bài toán số 17. Vậy thì bây giờ xin mời các bạn Tôi làm làm bài 18 rồi ạ. ngầu que chờ thầy với. Nhau. Rồi, các bạn chờ thầy tí. À, xin mời các bạn chia sẻ bài làm của mình. Hãy lưu ý chọn kiểu dữ liệu cho các biến một cách phù hợp. Rồi, xin 29 mời. rồi. À, Tuấn Hải chia sẻ màn hình bài này. Chưa đi. Share. Ok, Sẽ nhầm thật đây ạ, 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 activate cái này nữa. Đây thầy, mà. 998, đây ra 72 rồi nha. Để con thêm free open đã ạ. Ôi trời ơi. Con chào bố ạ. Vâng ạ. Con cảm giác cái bài đã làm sẵn rồi. Không, con nói thật ạ. Cái bài làm rồi thì bài không khác gì mấy bài hôm trước con làm ạ. Để con đổi lại thành long long ạ. Chăm học chăm chỉ học và phần nguyên là phần dư AB. Output ra phần nguyên phần dư. Thấy thầy, output ra phần nguyên hay phần dư trước vậy thầy? theo thứ tự người ta hỏi tính cái gì thì đưa cái đó ra trước. Theo thứ tự là tính phần nguyên trước và phần dư sau. Để con thêm phiêu phần nốt. Thì vẫn đang đọc tên là
Phần nguyên phần trước của 7 chia cho 2. Nó sẽ ra là 14. Ơ chờ tí á, mình đang sai trước từ viết này. Như vậy thì có một cái thói quen rất lành mạnh, đó là tại mỗi thời điểm làm việc ta nên chỉ làm việc với một project, thì khi đó nó không bị nhầm lẫn là ta sửa code của bài này thì nó sẽ chạy về bài khác. Biểu này thấy thầy thầy có thấy cái dòng này không? Dòng đấy có nghĩa là gì? À, thầy có biết tiếng Anh không thầy? Thầy biết được về vài thứ ngôn ngữ, trong đó tiếng Anh, nhưng thầy cũng khá khá. Vậy thì thầy có hiểu dòng này là sao không thầy? Chưa, thầy thấy viết tắt như thế biết thế nào được, không viết tắt tiếng Việt thầy đã còn chưa hiểu được, nói viết tắt tiếng Anh. Đây thầy ơi. Gì đấy? Vậy thầy thầy có test chưa thầy? Thầy đang định nói bí mật là đã có test bài 17 rồi nhé. Tại sao lại bài 17? TT17 Nhưng bài TT17 nộp rồi mà thầy. chưa, cái ấy là đó là bài 16. Các bạn lưu ý ta nộp bài chấm một phát full điểm luôn nhé, thế nó mới ngầu. Yay. Ô, không cơ rồi được. Vậy cơ rồi ship gì à? Tuấn Hải nộp lại bài 17 nhé, bởi vì khi nãy nộp chưa chắc nó đã chấm đâu, thì nộp khi nào có test thì nó mới chấm được chứ. Nhưng mà lấy con 10 điểm rồi. Tại sao tutorial ghi mà nó không xuất hiện lại? Hả? Bây giờ mới có à thầy? Đúng rồi. Quay tu. Đây để con add thêm một cái free open này. Ở trường thì con đọc cái bài nữa. Ôi trời ơi. Ta cùng quan sát các bạn khác sẽ nào cần hỗ trợ, xin mời các bạn comment hoặc bật cửa sổ lên. Rồi Hải Đăng đã phun điểm bài này bởi một lần chấm rất tốt. Xin mời các bạn khác: Tuấn Hải, Dũng, Đạt, Khang, Hoàng, Đức Giờ Hoàng này nữa. con chuồn share screen nhé thầy. Mình Hùng và anh Vũ cứ mạnh dạn lên. Bật Khánh. Máy thầy có phải đang chấm bài của con không thầy? Thầy tặng cho con screen 10 điểm đi. Làm gì có chuyện đấy. Nếu phải cộng luôn 20 điểm. Rồi tranh thủ lúc Chào mấy đang cốt bài 17 thì con. Ok. Cô anh là bọn viên. Em. ở thế nhà Tuấn Hải toàn nói tiếng Anh nhẹ nhàng ấy. Em con nói tiếng Anh thôi, chứ bố con sẽ cho ăn roi ạ. Ôi, hello. Em con nói tiếng Anh như kiểu người nước ngoài, ngày xưa con tưởng người nước ngoài. Còn bây giờ con đã học được là em con trượt thi vào với tất thành nhưng mà tiểu học thực hành ạ, tại vì tiếng Việt kém quá. À, sao tiếng Việt kém quá? Thế em con sinh ở nước ngoài hay sinh ở Việt Nam? Dạ Em con sinh ở Việt Nam hay ở nước ngoài? ở Việt Nam ạ. Thế tại sao lại thế nhỉ? I do not know, mẹ con tiếng mẹ đẻ của em là nước ngoài ạ, tại vì mẹ con nói tiếng Anh nhiều hơn cả tiếng Việt. Yes, that is true. À thế Both à. having the accent of a Chinese boy. Thế
Thì ra đó cũng là điều rất hay. Đó cũng là cái thầy đáng để học tập. Thế dạo Tết của bài 18 đi thầy, bài 19 nữa, cả bài 20 nốt ạ. Rồi, ok. Các bạn Tết là rồi. cần hỗ trợ thì xin mời các bạn comment để hỗ trợ nhé. Nhưng tại sao máy của thầy chấm của con lâu vậy thầy? Hiểu không? Lạc quan. Cái thuật toán của cái tạo mặc ranh này nó rất phức tạp, nên là độ phức tạp thuật toán nó cao quá, nó chạy nó lag, thầy chưa code lại được. Trời, mấy hôm rồi thì ngồi code được cái bản thống kê. Ủa, ông Tuấn Hải đâu rồi? Nếu user là Tuấn Hải thì không chấm ư? Thôi ta sang tiếp bài số 18, tranh thủ lúc nó đang chấm bài của các bạn nhé. Thầy lại không chấm bài của con thì con sẽ rickroll thầy tại vì thầy không chấm bài của con. Đây bây giờ mới chấm bài tối nay, test 4, test 5. Mỗi bài là có 10 test. Thầy đã bị rickroll ạ. Rồi, tiếp đến thầy trò mình có cái bài số 18. Đề bài cho hai số nguyên dương, yêu cầu là tính tích các chữ số hàng đơn vị của chúng. Ở bài này thì mục tiêu của tác giả đưa ra là muốn các bạn biết thao tác tách các chữ số của một số ra. Đề bài là ví dụ như thầy lấy một cái ví dụ để cho dễ hiểu hơn. Ví dụ như cái số A của thầy có giá trị bằng 1, 2, 3. Số B của thầy bằng số 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7. Thì khi đó cái biến kết quả của thầy sẽ thu được là bằng bao nhiêu? Bằng mấy nhân mấy Thầy, chứ? tại sao bài 17 của con vẫn chưa được chấm vậy thầy? Nó À, bằng với cả kết quả là 21 ạ. Ai... rồi nó ra 21, nó sẽ bằng tích chữ số của hai chữ số ở hàng đơn vị là số 3 và số 7 là bằng 21. Đấy, như vậy thì các bạn nhận thấy rằng là chúng ta sẽ quay về bài toán cho hai số nguyên Nhanh dương 10 điểm bài ạ. thầy nhập AB đưa ra tích các chữ số ở hàng đơn vị của chúng. Vậy thì công việc của ta đang cần tách chữ số ở hàng đơn vị của thằng A, Được rồi, tách ở chữ đây đang. số hàng đơn vị của thằng B. Và như ở lần trước thì chúng ta nhận thấy để tách các chữ số của một số, ta nên sử dụng phép toán chia nguyên và chia dư cho 10. Vì vậy ở đây thì ta sẽ thực hiện công việc là bước đầu tiên ta tách các chữ số. Thì thầy có thể gọi S1 là chữ số ở hàng đơn vị của A. Bữa ai em top 1. Thì ta nhận thấy như sau. Số 1, 2, 3 khi mà chia cho 10 thì ta sẽ là được 12 dư 3. Như vậy 12 đây là kết quả chia cho 10 lấy phần nguyên, 3 đây là kết quả chia cho 10 lấy phần dư. Vì vậy S1 để lấy được phần dư thì thầy lấy giá trị của thằng A chia dư cho 10. Phép toán chia lấy phần dư ta sử dụng phép toán phần trăm. Tương tự như vậy thì thằng B chữ số ở hàng đơn vị của thằng B là phần trăm cho 10. Vậy thì kết quả của bài toán của ta là tính tích các chữ số của hai thằng này. Vậy thì ta lấy thằng S1 nhân với thằng S2. Vậy thì từ đó, từ bài này trở đi thì ta nhận thấy với mọi bài toán mà có nhu cầu tách các chữ số của một số đó, ta nên sử dụng tính chất chia dư cho 10 và chia nguyên cho 10 để lần lượt tách các chữ số của n. Để lần lượt tách các chữ số của n. Còn ba số 3,4 đây hình vuông này. Rồi bây giờ các bạn hãy viết Dũng, Khánh và các bạn chủ động chia sẻ màn hình nhé. Chủ động làm để hiểu xem mình đang làm cái gì. Video bài giảng thì như thầy up mới được mỗi một video mà chẳng. Mấy hôm nay nhiều việc quá. Chưa có thời gian ngồi up lại video các bài giảng. Hôm nay tao đang ở buổi thứ mấy rồi mà. Buổi 4, buổi 5 gì đấy. Dũng nhanh tay nộp bài nhé. Để con phụ giúp từng nốt được. Thầy thầy hãy tạm nâng lên cái bài TT bài 20 ạ. Đang có câu hỏi rất chất lượng. Để nó tính chữ số hàng chục thì em gắn n thì bằng n chia cho 10.
thì khi đó Đã n chứ. sẽ cắt chữ số ở hàng đơn vị quang đi, vậy thì bây giờ n sẽ chữ số hàng chục, nó đang ở đứng ở vị trí hàng chục, nó nhảy xuống hàng đơn vị, thì khi đó 37 tháng Là 1 bằng n phần trăm 10 nữa, thì khi đó thằng S1 là chữ số ở hàng chục của n ban đầu. Phép toán n bằng n chia 10 thì là sẽ cắt một chữ số ở hàng đơn vị quang đi, tức là ta lấy phần nguyên khi chia cho 10. Nên chúng lại mà mình gửi lại các bạn. Đó, bài số 18. Xin mời các bạn làm chia sẻ màn hình. Xin mời Tuấn Hải, Anh Vũ, Tiến Đạt, Khang, Đăng, Khánh và Dũng, các em chia sẻ màn hình luôn bài số 18 nhé. Sự sinh ra con Chị thủ đó thì tạo test bài 18. Hôm nay cố gắng tạo đến bài về 30 để hỗ trợ chấm cho các bạn luôn. Tìm tích chữ số của số ở hàng đơn vị. thấy thầy trong cái chat box của thầy có để những đường link có thể click được không thầy, hay là phải copy paste? Đường link thì bây giờ gửi vào nó vẫn là dạng text. Con lỡ gửi một đường link rồi ạ. Mọi người có vào vẫn được mà. Tại sao lại có mấy cái đường vẽ ở trên cái của thầy thấy? Rồi xin mời các bạn chia sẻ màn hình đi nào. Xin mời Khang nào, mình dàn lên. Bài 18. Là 18 là này. Dạ, ok, để con share. Bài 18 này. Cuối chương trình có bổ sung thêm return không? Rin. Dạ, có. Rồi, Thầy thấy chị hoàn chỉnh chưa thầy? rồi hoa đẹp đẹp lộng lẫy, đẹp hơn chuẩn người mẫu. Dạ, cảm ơn thầy nhiều. Con nộp bài à, chờ tí con đã nộp bài thì tạo tên chưa xong. Rồi, xin mời các bạn khác chia sẻ màn hình, mạnh dạn lên nào. Đạt nào, hay là bạn nào đấy đang viết đâu, mạnh dạn. Rồi, đang chia sẻ màn hình. Rồi, chia nguyên, chia dư code, rồi chương trình rất đen. Rồi, các bạn xong như vậy đăng được bài này ok rồi. Rồi xin mời các bạn khác ha. Bên kia ông Hải ông đang chắc trông chờ thầy ở, thầy đã tạo xong hết. What Chờ thầy một giây. Xin mời các bạn khác chia sẻ bài làm của mình. Với vậy một thì bài con có toán đợi xin không? ta tiếp cận rằng là có chứ. 7535. Ta luôn tiếp cận bài toán. Bước 1 xác định bài toán, bước thứ 2 xác định thuật toán, và bước thứ 3 là Đây viết chương không trình. thấy, Ừ. đây nó không thấy, và 20 cái P chia 8 nó là cái gì nhỉ? giá. P chia 8 là diện tích chia 8 ạ. Bài đấy cho cái gì và cần tìm cái gì? Bài cho một cái bánh chưng hình vuông. Nhập vào độ dài của chiếc bánh chưng hình vuông tính và tính diện tích của một phần. Để con xóa về biến số small ly ạ.
Rồi ạ. Tại sao lại Vì chia thành? con vừa nhận ra cái đề bài nó không bảo tính cái diện tích ạ. Người ta yêu cầu tính cái gì nhỉ? À, người ta chỉ yêu cầu tính diện tích thôi ạ. Nhiều khi nghĩ nó buồn đúng không? Nhưng mà người ta yêu cầu tính diện tích cái gì? À, diện tích cái bánh chưng ạ. Tết hết rồi ạ. Chắc chắn không? Rồi ạ, thì con xóa thêm vào biến số P này nữa. Bây giờ đi bước lại. Ăn tiếp lại project chạy thử xem sao. Active rồi mà thầy. Nếu mình nhập là 4, tính trước ra là 4 ạ. Chắc chắn không? Có ạ. Thế bằng 5 thì sao? Ờ, thì con sẽ thua ạ. Đây, nhập vào 3, thì mình phải ra là 3. Trong một kia bước. Đề bài lấy chính xác đến mấy chữ số thập phân? Con không biết ạ. Cho nó lấy chính xác đến 2 chữ số thập phân. Ba nhân ba là phải đúng không? Đây thầy ơi, bây giờ nếu mà con nghịch là 9 thì con không biết. Nhiều là 8 là 64. 64 chia ra phải bằng là 16. Đúng không thầy? Đúng rồi, thử các giá trị để cho ra kết quả là số lẻ xem sao. À, để con đáp bố ạ. Đi chạy lại. Giá trị số lẻ thì kiểu là 9 á. Kết quả này đúng hay sai? Very đúng ạ. Điều đã phải lên máy tính Casio ra bấm xem nó chính xác không? Đây con có máy tính Casio cài đặt sẵn nha. Ai à, ngầu ghê. Và con vẫn là top 1 server. Đây, 9 nhân 9 chia cho 4 này. Chia bằng. Đây thì chưa con đúng rồi. Máy tính Casio đã chấp nhận cái của con. Ừ. Vào IDE Python làm gì vậy ta? À, không có gì ạ. Đi hack server của thầy phải không? Không ạ. À, này định vẽ gì vậy trời? không có gì ạ. Đây đây là một cửa sổ. Ừ. Ơ cửa sổ hơi lỗ chút nha, tại vì đang bị zoom ạ. Mình chứa bình thường nó toàn là đen thôi. Ừ. Bình thường nó toàn là đen thôi ạ. Ừ. Bình thường nó toàn là đen thôi ạ. B trông nó lắc trông ngầu nhỉ. Ừ, tại sao cái máy con bị hỏng thế này? Ừ, mà thầy tạo test chưa nhỉ thầy? Thầy đang Để tạo con test bỏ nhưng mà thầy test chưa loát được, mấy anh đang spam server của thầy, các anh đang nộp bài 22 gì gì đó. Lạc quá. cái thứ duy nhất bây giờ con muốn với cái file game Windows này là tạo một cái background. Đây thì ra tại sao con tắt đầu. Tôi bỏ này. Ồ, file game Windows tôi rồi. Hôm nào sẽ phải phải mua cái con coi i7 thế hệ mới thôi.
chứ con mà CPU của thầy Thầy thôi. thầy nhớ gửi cho con rất nhiều bài nha. Ok. Trời ơi, mấy đứa kia nó spam server. Chắc tệ phải. Trong lúc con chờ thầy tạo test, con sẽ là nghiệp 999 ạ. 999. Bây giờ con sẽ chờ thầy tạo test. Chắc phải mua con ai con i9 cho CPU nó nhiều thì con của thầy con Ôi nhanh. ơi, thấy rồi, cái CPU của con nó chiếm 85% rồi ạ. CPU của thầy mỗi lần chấm cái lag thôi rồi. Nhưng mà thầy, cái nó chạy không phải là lý do đâu ạ. Mà cái lý do thực sự mà CPU con lại bị cao như thế, đó chính là một thứ tên là System Idle Process ạ. Các chẳng hiểu đâu. Lạc qua, ôi giời ơi. À, thầy đang CPU mà không hiểu á. là coi i3 thế hệ thứ tư. Cái con này từ 2014 đến giờ. Khác hay chưa, mới nộp được bài 18 thôi. Các bạn nộp bài TT bài 18 nhá. Yay. Đã tới chắc thầy phải chuyển server lên chỗ khác thôi, chứ để trên máy của thầy không lại nhỉ. Thầy đừng để máy con ạ, máy con ít CPU hơn cả thầy ạ. Để trên server trên máy ghế của thầy thì nó tiện, là thầy sẽ có thể xem bài làm của các bạn nhanh, truy cập nhanh, xử lý nhanh được. Vậy thì thầy chọn cái cách nào thầy? Một là bay màu máy tính của thầy, hai là bay màu máy tính của người khác nhưng mà không được xem bài học sinh. Rồi, thôi ta sang bài kế tiếp nhé. Thầy đã xe. Hay monkey, I coded a virus. Well, look Cái bài 18 thầy cho mình đã xong rồi. Bây giờ it. ta sẽ It's a virus. Isn't it cool? quay sang So bài what 19. do you Cứ buồn cười thì Tuấn Hai bảo thằng bé nhà em đấy. do? Ơ ạ. Buồn cười quá. Nó nói tiếng Anh nhiều hơn tiếng Việt rồi đâm ra. Cũng Con chịu em go luôn ạ. là một cái thói quen tốt. Không, thói quen xấu với thầy ạ. Tiếp đến ta sẽ sang bài 19, viết chương trình đi tìm phần nguyên và phần dư của hai số nguyên dương A và B. Hãy tìm phần nguyên và phần dư của A chia cho B. Đấy, như khi nãy ta lấy một cái ví dụ khá thú vị, đó là ta lấy số 76 ta chia cho 10. Ví như lấy số 765 chẳng hạn. 765 chia cho 10 các bạn được là 76, dư 5. Như vậy thì số 76 này người ta gọi nó là phần nguyên. Con sẽ lựa cho Còn 15 số 5 phút. này thì được gọi là phần dư. Vì vậy thì với cái bài toán này thì ta sẽ thực hiện là nhập số nguyên dương A và B. Ta gọi S1 là phần nguyên, S2 là phần dư thì ta đưa thằng S1, S2 ra. Đề bài yêu cầu là nhập hai số nguyên dương A và B, ta tính S1 là bằng là A chia dư cho B. S2 là phần nguyên, S1 là phần nguyên, ta sử dụng phép toán chia nguyên. Phép toán chia dư thì ta có sử dụng phép toán A chia dư cho B. Đấy, sau đó ta thực hiện cái công việc là đưa S1, S2 ra. Thì với cái bài toán đơn giản như trên thì một lần nữa các bạn nhận thấy rằng ta có phép toán chia nguyên và chia dư đối với kiểu số nguyên. Đây là một cái bài toán khá hay. Rồi, bây giờ ta sẽ sang bài 19 như trên nhé. Rồi bây giờ xin mời các bạn chia sẻ bài làm của bài 19. Đến khoảng thời gian này thầy sẽ
kiểm tra lại trên server. Có bài 18 đã chưa thấy các bạn nộp nhỉ? Bên server đang chấm bài của ai? Úi giời ơi, TT, bài 16 Hiếu. Hôm nay thầy đang quán số lượng bài làm đến đến với các bạn học sinh của thầy nên này, các bạn học sinh nhé đang rất tích cực spam server của thầy. Rồi xin mời các bạn chia sẻ bài làm của mình. Xin mời anh Vũ, xin mời Tiến Đạt, Tuấn Hải, Khang, Đăng, Khánh và Dũng. Nên server có cái gì mà chạy. Rồi TT bài 19 sau khi nhập AB thì ta gọi M là phép toán A chia dư cho B, N là phép toán A chia nguyên cho B, N là phép toán A chia dư cho B. Thì kết quả của bài toán ta đưa giá trị M, N ra. À, các bạn khác, các bạn lưu ý nhé, cái code bài làm của bạn đăng ở đây giữa toán tử và toán hạng bạn làm là, rất rõ ràng. Đó là ví dụ như M cách bằng cách chia cách B. Đấy người ta gọi là toán tử và toán hạng cách nhau ra. Chương trình nó trông nó rất thoáng. Cái dấu chấm phẩy thì ta nên để liền trước giống như cái thằng return không ấy. Thằng dấu chấm phẩy nên cho nó để liền với cái thằng đứng trước nó thì nó sẽ đúng hơn. Đấy. Còn khi code lập trình thì như ở bên trên bạn làm như thế là hoàn toàn chính xác. Giữa toán tử và toán hạng khi code chương trình thì nó cách nhau ra. Thỉnh thoảng các bạn nhớ chuột phải chọn format user style là rồi xin cảm ơn các bạn khác xin mời các bạn là tiếp tục làm bài để tranh khoảng thời gian đấy. Nào, xin mời các bạn chia sẻ màn hình. 500 anh em đâu, xông vào chia sẻ nào, Đạt đâu, Đăng đâu, à Đăng vừa chia sẻ rồi quên, Tuấn Hải đâu, Thầy con hơi muộn ạ. à. Thầy có tiếp không chưa? Bạn nào vừa vào nhỉ? Quên. À. Thầy xem thử bài 19 của con được không ạ? Ok, xin mời. Vậy ở bài 19 này, sau khi TT bài 19 nhập dữ liệu, khai báo các biến A và B, ta gọi C là phép toán A chia nguyên cho B, D bằng A chia dư cho B, ta đưa thằng C và thằng D ra. Được rồi. Bây giờ bắt đầu từ bài này thì bắt đầu ở bắt chia sẻ lại. Ta trình bày lại chương trình thêm một chút. Ở cái dòng số 9 ấy, thì thằng A phẩy B phẩy C thì dấu phẩy nó liền với thằng đứng trước. À quên, dòng số 6 nhầm. Đấy, thì thằng A, thì thằng B và thằng C thằng D nó cách nhau ra. Thì dấu phẩy nó liền với cái chữ đứng trước và nó cách chữ đứng sau ra. Đấy, cách nào cho nó một dấu cách. Đấy. À, không dấu phẩy thì cho nó liền trước. Số 7 Dạ. thì cho nó sát vào. Phải trình bày như vậy hả thầy? À thì sau này mình trình bày nó đẹp chuẩn giống như sách giáo khoa ấy, trông nó đẹp lộng lẫy luôn. À, chỗ dòng đấy, chỗ đoạn C cũng như vậy, cái dấu lớn hơn thì ta cũng tách nó ra. Và sau này khi code chương trình mình code đến đâu đẹp đến đấy. Rồi, chương trình à cái chỗ dấu bằng nữa, cái toán tử dấu bằng ta cũng cách nó ra, cái thằng C in C out cái dấu cách đấy cho nó cách ra nốt. Rồi như thế thì mình nhìn về tổng thể chương trình cái dấu cách của cái dòng số 10 cho cái sau thằng D cho nó lia dấu chấm phẩy ấy, cho nó sát với. Đấy, vậy thì ở buổi tới thì khi code chương trình ta code đẹp à các bài kế tiếp. Rồi xin cảm ơn. Rồi xin mời các bạn khác. Em code nhanh Thầy nha, ơi, bài bạn 18 em sai chỗ nào thầy? em chia sẻ lại màn hình thầy xem nào. Dạ.
Ở bài 18 cái chỗ dòng số 9 C in à. À thế mà nó không báo lỗi nhỉ, nghĩ nó bực mình ghê. Tại em bị nó bị loạn loạn phải. Xong nộp lại chấm thử trên máy. Các em cứ mạnh dạn nhé, chấm ấy. Nên khi làm chấm bài trên server với cái hệ thống chấm ấy, mình bảo tại sao em chạy trên máy đúng mà nộp lên trên bài không đạt được điểm tối đa, thậm chí nó èo luôn cơ chứ không phải đạt điểm tối đa. Tại vì quên mất long long và đã buồn. Đúng rồi. Rồi Tuấn Hải chia like, chia sẻ bài 19 chưa nhỉ? Xin mời Tuấn Hải chia sẻ bài 19 nào. I am very done. Rồi như vậy thì Đây là ở 19. ở cái chỗ bài 19. Lại sọc sọc ở cái dòng số 4 Tuấn Hải dấu phẩy cho nó tách nó ra cho nó đẹp nhé. Đâu phải. Đâu. Dòng 4 Bốn. à, biến thứ nhất phẩy cách, biến thứ hai dấu phẩy, sau đó dấu phẩy sau đó mới đến dấu cách. Dấu phẩy cho nó liền liền trước thằng trước và cách thằng sau ra nhé. Yes, sir ạ. À, rồi xóa cái dòng số 3 và dòng số 5 đi. 3 và 5. Ta tưởng cái này nhìn thoáng hơn. Ừ, thì trong chương trình thì mình hạn chế để các cái dòng cách trống. Anh có tưởng nó hoạt động chứ? Nó là cái gì đấy? Có xem nó hoạt động không ạ? Để con đọc lại đề bài đã. 19 phần nguyên phần dư. Bây giờ nếu mà nhập vào 7 và 2. 7 và 2. Ok, con đúng rồi. Nhưng mà thấy thì cách có sao đâu thầy. À, lý do là sau này chương trình ở các cái giải thuật nâng cao của mình ấy, thì nó lên tới vài trăm dòng. Việc mà thêm cứ thỉnh thoảng đoạn chương trình của mình có thêm dấu cách thì nó làm cho cái tổng khối lượng chương trình của mình nó quá nhiều ấy, cái số lượng dòng nó rất kinh khủng. Và khi mình in tài liệu cho khách hàng thì có những cái dòng trắng đấy, như thế thì thực sự thì đây là cả máy tính mỗi giây của mình ạ. ừ. Nếu mà hoạt động như thế này. May là nó không có tiếng thôi ạ. Ừ. What the hell? What? Before you Oh, never charge if I'm gonna drop in. Cái chương trình kia chạy bất biến. Tại sao có cái nút gọi là post share nữa? Stop sẽ là dừng chia sẻ của cái Zoom sống. Thế có test bài 19 chưa thấy? Làm Chờ một giây nữa thôi là xa nhau rồi. có test bài 18 chưa thấy? Có rồi, các bạn chấm bài 18 được chưa nhỉ?
Ơi con thử nó lại. Mà con bỏ 18 ra. xem Nó có một khách mà. có thể để thử kiểm tra lại bài 18 sao chưa thấy ai trên bậc danh nhỉ. Số gì ba cả. Con sẽ chờ bao giờ thầy chấm con ạ. Không nhanh, con chờ thầy tí nhanh. Thấy ra rồi. Đấy. Yes. Ô thế à, chờ thêm một tí để mình kiểm tra lại test tại sao nó lại không chấm nhỉ. Ơ kìa thầy, thấy bạn nhanh lên để con trở thành 40 điểm đi thầy. Anh con đã nộp một lần rồi mà. Là ai cũng được một lần. Ơ trời tía, tại sao nó thế này? Mình phải là cái này chứ. Đấy quá. Ừ, bên kia. Thế thì tại sao bằng điểm nó vẫn chưa có cái test như thế? Chưa đang lên chấm bài này số 10 thì mười mấy của Dũng này bài 17 của Dũng thầy đang định ấn nút upload à nút đấy Thầy thấy màn hình của con di chuyển không thầy? đâu có đang thấy bằng ranh Đâu? Thầy nhìn lại như thế. rồi. Bây giờ lại mới là rank ạ. Nghĩa là cái này có ở đâu? Là có bài Chờ tí, thầy đang hay chưa làm những trường hiếu vậy thầy, tại và tại sao bị âm mưa âm một thế này thầy? Thầy giải thích cho con đi thầy. mọi người đang spam ác quá, bên nó đã kịp loát bài 18, 19 chưa? Các bạn Nên đọc lên xong ngồi chờ nhé. thầy tắt share screen được không? Rồi, thì cho mình lại tiếp tục. Ở bài 19 có ai còn thắc mắc gì không? Thắc mắc tại sao nó chưa chấm đúng không? Rồi, ta tiếp tục của chị rồi, quên mất chưa gia hạn thì đang có qua Quang Trung. Với cái hệ thống bài ta đang làm đây, ta đang rèn luyện các kỹ năng sử dụng liên quan tới phép toán chia nguyên, chia dư, rồi các bài toán đổi giờ, rồi các bài toán khác.
Bạn chờ đợi tí nha. Lát hôm qua đi thôi. Đóng cái thằng trình duyệt để lại. Giảm tải chương trình. Đang chuẩn bài này. Thôi ta cứ ấy đi. Bên server các bạn khác đang gọi là spam, cứ kệ cho nó chấm nhé. Bài 18, 19 đang có test, các bạn cứ nộp bài nhé để cho mình đi tiếp sang bài 20 cho nhanh. Đây, dạ, ơi. Các bạn cái giờ này giờ cao điểm đó là cái server chạy đơn luồng nó có vấn đề ngay. À, tiếp đến thầy cho mình sang bài số 20. Đề bài số 20 ta có một cái bài khá nhẹ nhàng. Thầy Thành có một cái bánh chưng hình vuông. Thầy chia cái bánh này thành 4 phần để dành tăng thưởng cho 4 bạn có kết quả tốt trên bảng danh. Sau đó thầy chia cho mỗi bạn một phần. Không biết mọi người có thích ăn bánh chưng không? Không Nhưng ạ. ôi giời. Nhưng thầy Thành rất hay ăn bánh chưng. Bây giờ đề bài cho cái gì? Đề bài cho cả nhà. Bài câu bạn yêu cầu tính cái gì? Người ta tính diện tích của một phần bánh chưng. Như vậy diện tích của một phần bánh chưng thì nó sẽ là bằng thằng S chia cho 4. Đấy, như vậy thì bài này ta gọi nhập A là cạnh của bánh chưng. Khi đó ta tính diện tích của bánh chưng thì diện tích của hình vuông tính theo công thức S sẽ bằng gì? Các bạn comment cho thầy biết nào. Muốn tính diện tích hình vuông thì S nó sẽ bằng gì? Đề bài người ta cho cạnh và phần này thầy đặt tên biến là A và người ta yêu cầu đi tìm diện tích của hợp hình bánh chưng. Rồi đăng cho rằng là luôn là diện tích thì sẽ bằng A nhân A. Vậy thì đây là phần bánh chưng của thầy. Và bây giờ thầy chia cái bánh chưng này thành 4 phần. Nên ở đây thầy chia 4. Đấy. Sau đó thầy đưa S ra. Khi làm ở đây thì ta nhận thấy rằng A là số nguyên, 4 là số nguyên nên phép toán A chia A nhân A chia 4 nó là phép toán chia lấy phần nguyên. Nên để đưa ra cái diện tích thực sự thì nó phải là số thực. Thầy lấy 1.0 nhân với. Như vậy với cái bài toán trên thì đề bài ta thấy xác định bài toán cho cái gì? Bài toán cho cạnh A, cho cạnh của hình vuông. Của cái hình cái bánh chưng. Bài toán cần tính cái gì? Tính diện tích của một phần là bánh chưng. Vậy thì ta diện tích của một phần bánh chưng thì bằng diện tích của cái bánh chưng chia cho 4. Khi ta thực hiện phép toán chia 4 ta ép tử số thành kiểu số thực. Do đó lưu ý là cái biến S là kiểu phần nốt. Đấy, biến S kiểu phần nốt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giải quyết nhanh bài toán số 20. Quang Trung và các bạn vào ngồi bàn và sau Thì các tao tích nhanh nha. Vâng, thầy